như tôi cũng đã công bố trong cái clip top 10, đó chính là Đinh Minh Thanh thì có gặp một cái sự cố về tài khoản và đã đăng ký lại một cái tài khoản có nickname là Long. Thứ năm là bạn khán giả Phương Nguyễn với 151 điểm. Và đó là top 5 bạn khán giả trong ngày hôm nay. Và đây là danh sách top 25 bạn khán giả quý vị nha. Rồi, chúng ta đã đầy đủ 25 chú ngựa sẽ tham gia vào cái đường đua top 30 này. Thì trước khi bắt đầu với câu hỏi đầu tiên thì Phương thì nghĩ rằng trong cái 25 bạn khán giả này thì đâu là bạn khán giả mà Phương Hiền cảm thấy là có thể có cơ hội giành chiến thắng cao? Trời ơi, thật ra để mà nói là đâu là bạn khán giả để mình nghĩ rằng là có cơ hội chiến thắng cao thì cũng rất là khó nói nha. Bởi vì ngoài cái việc mà chúng ta trả lời chính xác ra thì may mắn là cái yếu tố quan trọng hơn cả, phải không ạ? Thế nên là có lẽ là sẽ chúc tất cả 25 bạn khán giả ngày hôm nay chơi hết mình và sẽ có thật nhiều may mắn để nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình. Vâng, và tôi cũng rất hy vọng là cả 25 bạn khán giả ngày hôm nay tham gia vòng chung kết đều có thể là thuận lợi vượt qua được cả 10 câu hỏi của chương trình để chúng ta đều có quà cho cái ngày Giáng sinh như thế này. Và đã sẵn sàng chưa ạ? Phan Diệp Lan có đang hỏi tôi là có cần trả lời nhanh với chúng không ạ? Không cần Phan Diệp Lan ơi, không cần nhá. Chỉ cần trả lời đúng thôi là được, đừng có trả lời sai thôi. Và sẵn sàng chưa top 30 ơi? Sẵn sàng chưa nào? Hãy comment ở trên app cho chúng tôi biết các bạn đã sẵn sàng đi nào. Ở trên app thì các bạn khán giả đang comment cổ vũ nhau nhất rất là nhiều. Và có lẽ là chúng ta sẽ phải đến luôn với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên rồi đúng không ạ? Vâng, 10 câu hỏi của vòng chung kết này chúng ta sẽ tới từ rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, những câu hỏi kiến thức tổng hợp. Và điều đặc biệt là nó sẽ không phải là những câu hỏi lặp lại từ những cái thử tài kiến thức trước đây của chúng ta nha quý vị khán giả. Nào, sẵn sàng cho câu hỏi đầu tiên này. 3 2 1 xin mời. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ có nội dung như thế nào đấy ạ? Bún thang là món ăn đặc trưng ở đâu? Nam Định, Bạc Liêu, Tuyên Quang hay Hà Nội? Thời gian chỉ có 15 giây thôi. Top 25 ơi, nhanh tay trả lời nào. Các bạn khán giả tham gia trả lời cũng sẽ nhận được số chip là 3 chip nếu như trả lời đúng nhé. Không cần phải nhanh tay, chỉ cần trả lời đúng chúng ta cũng nhận được những số chip. 3, 2, 1. Và câu trả lời của chương trình đó chính là D, Hà Nội với 46%. Các bạn khán giả đáp án chính xác. Và cho tôi xem top 25 sau câu hỏi đầu tiên này sẽ có biến động như thế nào đây ạ? Liệu các bạn khán giả nó rơi dụng không ra đây? Ô, chúng ta đã rụng đi mất một nửa rồi quý vị khán giả ơi, một nửa bạn khán giả trong top 25 đã không còn có thể tiếp tục trả lời sai rồi đúng không ạ? Rồi. Và Phương Hiền xin được chúc mừng những bạn khán giả trả lời chính xác, đó là Bích Hồng, Đỗ Hậu, Long, Bảo Bảo, Trần Dũng Việt, Củ Khoai, Nguyễn Thị Trang, Lương Vũ Hải Đăng, số điện thoại 7669, Vũ Sơn Tùng, Phan Diệp Lan và Trần Lệ Thu. Hiện tại top 12 đang tạm thời sở hữu cho mình số tiền thưởng là 83.333 đồng. Nếu như top 12 có thể giữ vững được cái phong độ của mình tới hết cả 10 câu thì đây sẽ là số tiền mà các bạn nhận được. Và không sao cả, chúng ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi ở phía sau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 của chương trình. Xin mời. Câu hỏi số 2 của chương trình như sau. Tên một tiệm nail trên website tương tác.thp.vn. A, Phương Chip, Quốc Duy Khánh, Mi Skin hay là Khoa Kim Nga đây ạ? Trả lời nhanh nào, top 12 ơi, chúng ta chỉ còn lại top 12 thôi. Các bạn khán giả comment là không chơi nhưng mà vẫn run. Các bạn đã comment là rớt rồi, bay gần hết luôn. Đáp án của chúng ta là A, Phương Chip Nail, là một tiệm nail ở trên tương tác.thp.vn, 98 người trả lời. Lần này thì không biết là ơi, ngay câu đầu biến động nào cũng đây. Nhân sĩ rồi thì tôi hơi hồi hộp cho câu 2 này. Liệu rằng các bạn khán giả của chúng ta sẽ trả lời thế nào đây ạ? Xin mời danh sách. Top 12 ơi, hy vọng là sẽ còn rất nhiều. Wow, chỉ còn 2 bạn khán giả thôi. Vòng chơi thì ngày càng gay cấn hơn rồi. Và bây giờ xin được chúc mừng bạn Đỗ Hậu này với 163 điểm. Và tiếp theo là bạn Vũ Sơn Tùng với 128 điểm, đúng không ạ? Đây là số điểm mà các bạn giành được từ cái phần thử tài kiến thức kia của chương trình. Quá là bất ngờ phải không ạ? Câu hỏi thật sự là 12 câu đầu thôi nhưng có thể thấy là vòng chung kết của chúng ta nó khốc liệt đến mức như thế nào. Có bạn khán giả là không trụ nổi tới 10 câu đâu. Khoai đấy nha, khoai đấy nha. Còn top 2 thôi Phương Hiền ạ. Liệu rằng Phương Hiền cảm thấy bạn khán giả nào sẽ có cơ hội đây? Còn bạn Đỗ Hậu và bạn... Chúng ta có thể xem lại danh sách một chút nào. Okay. Để bây giờ dự đoán nhé, chúng ta cùng dự đoán xem là đoán ai sẽ là bạn khán giả. Đỗ Hậu và Vũ Sơn Tùng. Đỗ Hậu. Thôi thì Đỗ Hậu này là có cái trung họ với Phương Hiền này. Thế nên là mình sẽ vote cho Đỗ Hậu nha. Đấy, Sơn Tùng thì mình cũng vote nhưng mà thôi Đỗ Hậu nhiều hơn một xíu nha. Ok, thử xem như thế nào ha. Rồi, chỉ còn top 2 thôi, một cuộc solo. Và cho tôi xem câu hỏi thứ 3 của chúng ta là gì ạ? Câu hỏi số 3 như thế nào đấy ạ? Diễn viên nào không tham gia bộ phim Justice League, Liên minh công lý, Amy Adams, Gal Gadot, Robert Downey Jr. hay Amber Heard, quý vị khán giả ơi?
Trong này có một nhân vật đóng đây là một lĩnh vực điện ảnh, vai Iron Man nha quý vị khán giả, nếu chúng ta còn nhớ, nếu như chúng ta là một fan của các cái bộ phim siêu anh hùng. Và đáp án C là đáp án của câu hỏi này. Bây giờ tôi hồi hộp quá, không biết là ai đây ạ. Chả nhẽ chúng ta sau câu thứ ba của buổi chung kết của chúng ta lại không còn một cái chú ngựa nào nữa thì hơi buồn ha. Liệu rằng như thế nào Phương Hiền? Các bạn khán giả đang comment là câu hỏi thì khá là khó, tất nhiên rồi bởi vì vòng chung kết mà, phải không nào? Vòng chung kết thì không thể nào dễ dàng được. Phương Hiền, bây giờ tôi quay mặt đi nhá. Tôi nhắm mắt lại, tôi không nhìn thấy. Phương Hiền, hãy đọc cái danh sách cho tôi đi, tôi hồi hộp quá rồi. Phương Hiền cũng đang rất là hồi hộp đây, các bạn khán giả chắc chắn là cũng có chung cảm xúc như mình lúc này đúng không nào? Và vị khán giả cuối cùng sẽ trụ lại được ở câu này, biết đâu là cả hai. Đúng rồi, đúng tôi rất mong chờ cả hai có thể trụ lại. Có rất nhiều trường hợp xảy ra. Lê Quang Huy đã comment là đoán bừa chúng ba câu. Tôi không dám nhìn Phương Hiền đâu, Phương Hiền công bố giúp tôi đi. Và ngay bây giờ, câu hỏi này thì liệu Đỗ Hậu hay là Sơn Tùng đúng không ạ? Chính xác. Sẽ là người trả lời chính xác đây hay là cả hai đây ạ? Chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi nha. Các bạn khán giả đang comment là Đỗ Hậu, Hậu ơi cố lên. Nào các bạn khán giả có dự đoán được là ai không đây ạ? Đang rất rất là gay cấn và kết quả cuối cùng của chương trình là ai đây? Châu Ngọc đã comment là Sơn Tùng sẽ chiến thắng. Hiển thị đi Phương Hiền ơi, hồi hộp quá rồi. Và câu trả lời là gì đây ạ? Danh sách của chúng ta đâu ạ? Cho tôi xem danh sách đi ạ. Phương Hiền ơi, Phương Hiền nhìn nhá, tôi không dám nhìn nữa rồi. Và một trường hợp đặc biệt hoàng nam mới lúc này thì chắc chắn là bạn phải... Ơi, tôi đã nhìn thấy rồi. Chúng ta quên mất không lường trước cái vấn đề này đúng không ạ? Có lẽ là ai thì cũng mong muốn là tất cả người chơi của chúng ta trả lời chính xác. Nhưng mà tuy nhiên ở câu hỏi này thì cả hai bạn khán giả của chúng ta đều không trả lời chính xác trong câu hỏi này. Rất đáng tiếc, như vậy là top 30 của chúng ta đã không ai có thể đi tới qua cả 10 câu hỏi. Nhưng mà không sao cả, chúng ta vẫn sẽ đi tiếp các cái câu hỏi tiếp theo để quý vị khán giả có thể dành về cho mình những cái số chip, đúng không nào? Và các bạn khán giả ơi, đừng quên nếu như mà chúng ta bị out top rồi thì chúng ta vẫn có thể trả lời được câu hỏi này và nhận chip bình thường nha, với số chip là 3 chip của chúng tôi. Thế bây giờ thì có lẽ sẽ phải đến với những câu hỏi tiếp theo thôi đúng không ạ? Câu hỏi thứ 4, xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị. Đâu là tên một loại chè? Trồng trồng, bưởi, gấc hay mãng cầu? Không biết là qua câu này rồi thì đây là tôi nghĩ là một câu hỏi dễ đấy chứ. Giá như mà chúng ta có thể may mắn hơn một chút đúng không ạ? Và thời gian sắp kết thúc, câu trả lời của chương trình đó chính là B, chè bưởi, với 84% các bạn khán giả sự là chính xác. Vâng, và mỗi bạn khán giả trả lời đúng đều đã nhận về cho mình 3 chip. Ở đây thì Phan Diệp Lan đã comment là quá khắc nghiệt. Đúng rồi Phan Diệp Lan ơi, chúng ta vòng chung kết mà đúng không? 30 khán giả xuất sắc nhất chúng ta đối chọi với nhau và với giải thưởng như vậy thì cái độ khắc nghiệt chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Và ở câu hỏi này thì các bạn khán giả sẽ nhận được 3 chip của chúng tôi ạ. Và cùng đến với câu hỏi thứ 5 của chương trình. Xin mời câu hỏi thứ 5. Đâu là địa điểm có 3 chiếc voucher trên website tương tác www.chợbaobinhphuoc.com.vn? Isara Cafe and Bistro, Bún Cá Hương Trang, Allen Cafe hay là tất cả đáp án trên? Chúng ta chỉ còn lại 5 giây trả lời thôi. D là đáp án chính xác của câu hỏi này. Và 52% các bạn khán giả trả lời đúng đã nhận được 3 chip tới từ chương trình. Tôi vẫn còn đang hơi hụt hẫng đúng không ạ? Hơi hụt hẫng một chút. Các bạn khán giả thì comment là khó trước dễ sau. Đấy, nhiều khi là dành cho top 30 thì cũng phải có những cái câu khó một xíu để nó tăng cái độ gay cấn đúng không ạ? Nhưng mà không sao quý vị khán giả ơi, chúng ta sẽ không chỉ có một cái buổi chung kết này mà khi mà các bạn khán giả tham gia thử tài kiến thức diễn ra trong vòng từ thứ hai tới chủ nhật của chương trình vào khung 20:30 hàng ngày trên app THP On cũng như là BPTV Go thì đều có cơ hội là chúng ta đua tranh với nhau này, vừa giành chip mà vừa có thể tích điểm để có mặt trong top 30. Và trước khi chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo thì hiện tại Chiều Phú Voucher cũng đang có những cái câu lạc bộ ở trên Facebook, đó là câu lạc bộ Triệu Phú Voucher Hải Phòng cũng như là câu lạc bộ Triệu Phú Voucher tại Bình Phước. Bộ phận kỹ thuật có thể hiển thị giúp tôi hai câu lạc bộ này ở trên Facebook để quý vị khán giả có thể theo dõi. Và chắc hẳn là khi mà là thành viên của câu lạc bộ thì chúng ta sẽ có được rất nhiều quyền lợi đúng không nào? Quý vị khán giả thân mến, đây là hình ảnh về câu lạc bộ Triệu Phú Voucher Hải Phòng này.
và câu lạc bộ Triệu Phú Voucher Bình Phước. Các bạn khán giả có thể tham gia vào câu lạc bộ này để có thể hưởng được những cái quyền lợi khi vào, đó là có các mini game để nhận voucher siêu hot mà chưa từng có trong kho voucher. Ngoài ra đây cũng là một sân chơi tương tác offline này, giải quyết các vấn đề thắc mắc của quý vị khán giả, là nơi chương trình ghi nhận các ý kiến đóng góp. Mọi người có thể cho chương trình những cái ý kiến đóng góp cũng như là để cải tiến chương trình được tốt hơn này. Ngoài ra thì còn kèm theo vô số những quyền lợi chưa từng có trong những cái câu lạc bộ này của chúng tôi. Đúng, chính xác. Ở trong này thì tôi cũng có biết rằng là thi thoảng chúng ta sẽ có những cái mini game mà chúng ta có thể giành được những chiếc voucher hoàn tiền chính hay xác. Là những cái số chip tới từ chương trình. Đó. Đó là một cái mà thông tin chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả, và cũng đừng bỏ lỡ cái cơ hội tham gia những cái câu lạc bộ này nhé. Hoàn toàn miễn phí quý vị khán giả ơi, chỉ cần nhấn nút tham gia thôi, admin ở trên các cái hội nhóm này sẽ duyệt cho chúng ta vào. Và có lẽ là quay trở lại với những câu hỏi tiếp theo. Chính xác rồi, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 6 ngay sau đây. Xin mời, câu hỏi số 6 của chương trình như sau. Đâu là một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín? Tiền ơi chào mi, lương ơi chào mi, tình ơi chào mi, buồn ơi chào mi. Vâng, chúng ta đang có 3, 2, 1 và chúng ta hết thời gian. Đáp án D, buồn ơi chào mi. Và với việc 60% bạn khán giả trả lời đúng câu hỏi này thì đã nhận được cho mình số chip là 3 chip. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi số 7 tiếp theo như sau. Xin mời nội dung của câu hỏi số 7. Nhà văn Kim Dung nổi tiếng với thể loại văn học gì? Truyện trinh thám, tiểu thuyết, kiếm hiệp, sử thi và truyện ngắn. Rất nhiều bạn khán giả trả lời rồi, đây là một câu hỏi dễ phải không nào? Ước gì top 30 của chúng ta vẫn có thể vượt qua. Đáp án là B, tiểu thuyết kiếm hiệp nha quý vị khán giả ơi. 66% bạn khán giả trả lời đúng đã nhận được 3 chip từ câu hỏi này của chương trình. Và quý vị khán giả có thể kiểm tra ở trên thông báo, ở trên app cũng như là trên kho để chắc chắn rằng chúng ta đã nhận được số chip nha quý vị khán giả. Chỉ cần trả lời đúng là đều có thể nhận được số chip, chứ không cần phải nhanh tay nha quý vị khán giả. Đó cũng là một trong những cái điều mà Phương Yến nghĩ rằng là các bạn khán giả sẽ dễ thở hơn, đúng là không phải nhanh tay là được rồi. Rồi, và đến với câu hỏi thứ 8. Chính xác rồi. Và câu hỏi thứ 8 của chương trình là gì đấy ạ? Xin mời. Câu hỏi số 8 như sau. Thành phần nào chiếm tỷ lệ lớn trong máu? Huyết tương, hồng cầu, bạch cầu hay tiểu cầu? Chiếm tỷ lệ lớn nhất nha quý vị khán giả. Lưu ý cái từ lớn nhất. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Một kiến thức sinh học. Và chúng ta đã hết thời gian rồi. Đáp án là A, huyết tương. 28% bạn khán giả trả lời đúng ở câu hỏi số 8 này đã nhận về cho mình số chip là 3 chip. Quý vị khán giả ơi, quý vị khán giả vẫn cứ tiếp tục tham gia những câu hỏi của chúng tôi nhé. Sau khi chúng ta đi hết cả mấy câu hỏi sẽ là một phần tiếp theo, đó là phần đấu đồng giá. Đấy, đó. Gọi là nhá hàng cho các bạn để các bạn ở lại với chúng tôi nha. Ngày hôm nay thì cũng sẽ có rất nhiều những voucher hấp dẫn trong phần đấu đồng giá được gửi đến các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 9 của chương trình. Xin mời. Câu hỏi số 9 của chương trình như sau. Đâu là tên một nghệ sĩ tài danh của nghệ thuật cải lương? Bạch Trà, Út Trà Ôn, Năm Đồ hay là Đàm Liên? Một câu hỏi rất khó nha quý vị khán giả. Đây là nếu như tôi nghĩ là nếu như top nào và còn trả lời đúng được đến câu này thì cũng là cả một, cũng sẽ khó đấy. Và câu trả lời là Út Trà Ôn với 44% các bạn khán giả trả lời chính xác. Như vậy là đa số những bạn khán giả của chúng ta lại vẫn trả lời được ở câu hỏi này cơ. Đó, nhiều khi những câu hỏi mà tôi đọc tôi thấy rất khó, nhưng mà có khi các bạn khán giả lại thấy là có dễ. Thể là một máy để bên cạnh để gọi là Google search. Google, có thể đó. Nhưng mà tôi nghĩ là trong thời gian 15 giây thì cũng chưa chắc là chúng ta đã kịp có thể là search một cái thông tin gì đó đâu. Thật sự là như vậy. Và ở trong câu hỏi cuối cùng này thì có thể bật mí với các bạn khán giả rằng là kiến thức nó là về cái lĩnh vực gì không ạ Hoàng Nam? Đây là một kiến thức về lĩnh vực địa lý. Địa lý nha. Kiến thức về lĩnh vực địa lý, ở đây có ai tự tin là mình học giỏi môn lý không ạ? Kim Văn Tùng đã comment là mấy câu đầu mới khó. Thực ra thì nó như thế nào nhỉ? Với những câu hỏi trắc nghiệm như thế này thì ai biết thì nó là dễ thôi. Còn với những cái các bạn khán giả nào mà không biết thì... Đúng rồi. Thực sự thì câu dễ cũng thành khó. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Đó. Và câu hỏi cuối cùng về địa lý như thế nào Hoàng Nam? Gửi luôn đến cho các bạn khán giả nào. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị câu hỏi IQ cuối cùng của chương trình hôm nay. Địa danh vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa nằm ở quốc gia nào? A. Philippines, B. Brazil, C. Puerto Rico hay D. Indonesia? Tôi đồ là câu hỏi này khá nhiều đồng chí là sẽ chọn một cái đáp án. Khó nha, nhiều bạn đang bảo là em kém địa lý lắm đấy ạ. Đáp án của chúng ta là A, Philippines. Wow, với 17% thôi nha, 49% các bạn khán giả dự đoán là C cơ.
Chúc mừng 17% các vị khán giả trả lời chính xác trong câu hỏi này đã nhận được 3 chip của chương trình. Vâng, như vậy là chúng ta đã đi hết cả 10 câu hỏi ngày hôm nay. Ôi, tôi vẫn chưa thể nào mà tôi... chưa thể nào hoàn hồn. Quý vị khán giả, ngày hôm nay thì cả hai MC của chúng tôi cũng gọi là hòa chung cái niềm tiếc nuối dành cho quý vị khán giả. Khi giải thưởng thì vẫn còn đấy, nhưng mà không sao, Hoàng Nam ạ. Bây giờ sẽ là cái phần mà các bạn khán giả cũng rất là yêu thích đây. Đó chính là phần đấu đồng giá. Vâng, dù sao thì tôi nghĩ rằng đây cũng là cái buổi chung kết đầu tiên của chúng ta. Thế nên là có thể là quý vị khán giả chúng ta vẫn còn, tôi nghĩ là cũng tâm lý đấy. Đúng tại vì rồi. Là chúng ta gần như là chơi theo cái dạng như kiểu là sai một phát là mình gọi luôn ấy. Đúng rồi. Đâm ra là nó không còn cái tâm lý thoải mái theo cái kiểu là mình cứ chọn nhanh tay hoặc là mình chọn ngẫu nhiên, đúng không? Thì có thể tâm lý thoải mái hơn, nó sẽ lựa chọn một cách nó chính xác hơn. Nó làm như là mình đang cảm giác như là mình đã bước vào một kỳ thi ấy. Đúng rồi. Và khi mà bước vào một kỳ thi thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái tâm lý nhất định, phải không nào? Chính xác. Mặc dù là bình thường những cái câu hỏi đấy thì mình vẫn có thể trả lời được, nhưng mà bây giờ thì mình lại bị nhỡ mất, đúng không nào? Đấy thì dù sao thì nó cũng là cái sự khắc nghiệt của chương trình, mà cái buổi chung kết này chúng ta sẽ được, những cái thí sinh sẽ được trải nghiệm cái sự vô cùng khắc nghiệt đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tới với phần tiếp theo của chương trình, đó là phần đấu đồng giá. Phần đấu đồng giá ngày hôm nay chương trình sẽ gửi tới quý vị khán giả một combo. Và luật chơi của phần đấu đồng giá dành cho các bạn khán giả chưa biết như sau ạ. Chương trình sẽ đưa ra một combo voucher giá ưu đãi. Nhấn nút đổi ngay để có thể săn được cái combo voucher này của chúng tôi trong thời gian là 60 giây nha quý vị khán giả ơi. Và combo của chúng ta hôm nay sẽ có những gì đây Phương Hiền? Ngày hôm nay thì quý vị khán giả thân mến, chương trình những bạn khán giả ở Hải Phòng thì chúng tôi sẽ có một combo voucher trị giá 60.000 đồng. Đó là một voucher 40.000 đồng sản phẩm tại Bún Cá Rô Bà Kỵ, và một voucher 20.000 đồng thẻ điện thoại các mạng di động. Những bạn khán giả ở Bình Phước thì chúng ta sẽ có gói combo voucher trị giá 70.000 đồng với voucher 50.000 đồng cho hóa đơn 75.000 đồng tại tiệm Trang Coffee và voucher 20.000 đồng thẻ điện thoại các mạng di động. Chúng ta sẽ có 4 combo voucher được trao đi với mức giá ưu đãi chỉ 50 chip thôi, rất hời phải không Phương Hiền? Và quý vị khán giả ở Bình Phước thân mến, nhắc đến cái tiệm Trang này cũng là một cái tiệm cà phê mới mà chúng tôi cũng mới cập nhật ở trên website của chương trình. Rất muốn quý vị khán giả có thể xem qua những cái video clip check-in mà chúng tôi đã quay tại cửa hàng tiệm Trang này. Xin mời clip tiệm Trang cà phê. Vừa rồi là đoạn clip mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị khán giả một địa điểm tiệm Trang cà phê tại Đồng Xoài, Bình Phước. Và ngay bây giờ, không để quý vị khán giả chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với 60 giây đấu đồng giá. Nào, những bạn khán giả nào đang có nhu cầu muốn trải nghiệm ở Bún Cá Rô Bà Kỵ tại Hải Phòng hay là tiệm Trang cà phê tại Bình Phước thì chuẩn bị này. 3, 2, 1, bắt đầu! Nhanh tay đến với cái phần đấu đồng giá này. Rồi, chúng ta đã bắt đầu rồi. Đấu đồng giá rồi quý vị khán giả ơi. Tôi thì có đoán là sẽ rất nhanh thôi, cả 4 combo voucher sẽ được trao đi và như tôi vừa dứt lời. Chính xác. Đã có hơn 50 bạn khán giả vào tham gia đấu đồng giá rồi. Và số lượng voucher trao đi thì cũng đã đủ điều kiện để trao đi. Tuy nhiên thì lựa chọn ra ai để có thể nhận được combo voucher này thì chương trình sẽ hoàn toàn là chưa nha. Hết thời gian thì chương trình của chúng tôi mới lựa chọn ra ngẫu nhiên. Thế nên là những bạn khán giả nào vào sau thì vẫn có thể tham gia bình thường, đúng không ạ? Chúng ta còn hơn 30 giây nữa. Hiện tại thì Kim Thế có hỏi là tiệm Trang cà phê này ngon không mọi người? Thì Kim Thế ơi, mình đấu giá đi, rồi mình đến mình tự trải nghiệm. Bởi vì là đồ ăn thức uống thì nhiều khi mỗi người một khẩu vị. Chính xác rồi. Mỗi người một quan điểm nên là chúng ta cũng khó nói về cái điều đó. Còn 19 giây. Còn là Bún Cá Rô Bà Kỵ thì là một cái tiệm đã rất là quen thuộc. Quen thuộc rồi đấy ạ. Rồi đúng rồi. Và trước đây thì tôi nhớ như họ có cái voucher giảm 10.000 thì phải. Và bây giờ thì đã có sự cập nhật mới là một chiếc voucher giảm 40.000 để cho quý vị khán giả nhá. Rất hời đấy. Thì hiện tại như thế có rất nhiều bạn khán giả tham gia rồi. Và 4 bạn khán giả nào may mắn đấy ạ. Xin được chúc mừng Lê Thị Khuyến, Đặng Thị Diệu, Linh V Quy và cuối cùng là Trương Anh Tú. Vâng, 4 bạn khán giả may mắn đã đấu giá thành công combo voucher này của chương trình. Xin được một lần nữa chúc mừng 4 bạn khán giả. Và các bạn khán giả ơi, chúng ta nhớ là hãy để ý thời hạn voucher đi gọi là sử dụng dịch vụ trong thời hạn. Và nhớ rằng là với những cái voucher hoàn tiền thì chương trình sẽ hoàn tiền trong vòng từ 3 đến 5 ngày không kể thứ bảy chủ nhật quý vị nha. Vâng, và hướng dẫn voucher hoàn tiền thì chúng tôi cũng
đã có, đã để ở trên các cái website của chương trình. Quý vị khán giả, nếu như chúng ta chưa nắm rõ về cái quy trình của cái voucher hoàn tiền thì hãy đọc kỹ những cái bước hướng dẫn của chúng tôi ở trực tiếp trên cái voucher, cũng như là lên website của chương trình để chúng ta có thể tìm những cái đoạn clip hướng dẫn đó để có thể nắm được thật rõ cách sử dụng, để tránh rơi vào trường hợp có thể chúng ta làm sai một cái bước nào đó chúng ta sẽ bị chương trình từ chối hoàn tiền. Đó, rất là phí. Và có một cái lưu ý mà Phương Hiền phải chia sẻ lại với các bạn một lần nữa này. Ở top 30 vừa rồi thì có rất nhiều bạn khán giả comment ở trên fanpage là tiếc quá, biết thế chăm tham gia cái thử tài kiến thức nhiều hơn để được vào top 30. Thế nên là quý vị đừng quên là vào thứ hai tới đây thì thử thách của chúng tôi sẽ tiếp tục quay lại. Nhớ nha, hãy cùng vào chơi để có cơ hội trở thành top 30 lần thứ hai của chúng tôi nha. Vâng, Phương Hiền nói nhầm đấy, không phải thứ hai tới đâu mà ngay thứ hai ngày hôm nay này này. À, ngay đấy, tối nay này là cái vẫn thử tài còn kiến thức là dương luôn, Noel nha. Quý vị khán giả, đúng rồi. Và Phương Hiền chơi đi chơi cũng chắc là dương sâu Noel. Sâu. Rồi, và quý vị khán giả ơi, một vài thông tin như thế chúng ta hãy nốt lại, hãy đặt báo thức để đừng có bỏ lỡ bất cứ một cái số thử thách nào của thử tài kiến thức nha quý vị khán giả. Hãy cố gắng trong một tuần để có thể lọt vào top 30 vòng chung kết của chúng ta. Còn bây giờ thì sẽ lại là một phần mà các bạn khán giả vô cùng yêu thích. Chính ra thì cũng chẳng có phần nào mà các bạn khán giả không yêu thích trong chương trình, đúng không nào? Đó chính là phần điểm danh lần thứ hai của chúng tôi trong khoảng thời gian là 60 giây. Nào, nhanh tay cầm điện thoại lên nào, Phương Hiền và Hoàng Nam cũng đã cầm điện thoại lên rồi đây. Chúng ta sẽ cùng ấn vào nút điểm danh để nhận được những số chip ngẫu nhiên nha. 3, 2, 1, xin mời. 60 giây thôi ạ, nhanh tay nào. Bạn Long đang comment là hy vọng là sẽ được vào tiếp top 30. Cố lên Long nha, tối nay là bật ngay thử thách của chúng tôi để tham gia trả lời chính xác nha. Rồi, chúng ta đang trôi qua những giây đầu tiên của phần điểm danh 60 giây này. Hơn 100 bạn khán giả đang tham gia điểm danh rồi. Kim The với 15 chip này, Hải Anh 20 chip này. Nhanh tay nào các bạn ơi, thời gian không còn nhiều đâu. Ở đầu chương trình thì không biết là Hoàng Nam có nhớ là có bao nhiêu bạn khán giả vào điểm danh không ạ? Tôi nhớ là 100 bao nhiêu bạn khán giả đó, hình như là 145. Bây giờ đã có 126 bạn khán giả rồi. Xin chúc mừng Thùy Liên 20 chip này, một vài bạn khán giả mới. Lan Anh 15 chip này. Không biết là Phương Hiền được bao nhiêu chip rồi đấy ạ, quên mất tôi không xem. Hoàng Nam ơi, đã điểm danh chưa? Tôi đã điểm danh rồi, và bao nhiêu chip đấy? Những người làm chương trình như chúng tôi thì cũng rất là ham chip nha. Trần Phượng 20 chip, chip này. 2 lần điểm danh 5 chip. Thế chứ lị, bây giờ mới hiểu cảm giác của của những em. Bạn 5 chip. Hết thời gian điểm danh rồi quý vị khán giả ơi, 132 bạn khán giả tham gia điểm danh lần thứ 2 với chương trình. Và chúc mừng các bạn đã giành được những phần quà là số chip ngẫu nhiên miễn phí tới từ Triệu Phú Voucher. Phương Hiền ơi, trước khi nói lời chào tạm biệt với quý vị khán giả thì có một cái gửi gắm gì không? Quý vị khán giả thân mến, nhớ nha, những cái gì gửi gắm thì gọi là Phương Hiền đã nói từ lúc nãy rồi đấy. Một điều đặc biệt lưu ý hơn nữa là hãy cùng để báo thức nha. Cái này khéo phải cài báo thức thật đi nhỉ. Thật. Để cùng vào tham gia chương trình thử tài kiến thức cùng với chúng tôi này. Và săn được thật nhiều deal, thật nhiều voucher hấp dẫn. Và điều đặc biệt hơn nữa là hãy tham gia vào câu lạc bộ Triệu Phú Voucher Hải Phòng cũng như là câu lạc bộ Triệu Phú Bình Phước nha. Vâng, và thời lượng của buổi chung kết thử tài kiến thức ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Hơi tiếc một chút là top 30 của chúng ta đến tận bây giờ là Hoàng Nam vẫn còn tiếc. Nhưng mà số sau đi, biết đâu một tuần trôi qua thì chúng ta sẽ tìm ra được người nhận được cái mệnh giá tiền mặt lên đến 1 triệu đồng của chương trình thì sao. Chính xác, vâng. Và cũng không có gì phải buồn cả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào buổi chung kết tiếp theo của thử tài kiến thức. Chúng tôi sẽ công bố top 30 cũng như là thời gian phát sóng của buổi chung kết này ở trên fanpage. Nhớ theo dõi nha quý vị khán giả. Còn bây giờ thì Phương Hiền, Hoàng Nam phải chào tạm biệt các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.